giống nội của các bạn ấy. Nên cố gắng là năm 2017 này sẽ giải cứu nhiều động vật hơn. Những con vật này giải cứu xong rồi mà không có điều kiện chăm sóc quá thì Tion cũng có cái nguồn kinh phí để lấy cái tiền đó gửi cho những bạn ủng hộ yêu thích Tion trên mạng á, nuôi giùm Tion. Xong rồi các bạn nuôi giùm Tion rồi Tion gửi cái tiền quảng cáo từ YouTube này kia nè rồi cho các bạn, để các bạn lấy cái kinh phí đó mà giúp Tion chăm sóc động vật, chứ Tion là không có thời gian. Và chúng ta sẽ cố gắng tạo ra cái quỹ bảo vệ động vật và cứu nhiều động vật hơn bị ngược đãi và bị đối xử không tốt ở Việt Nam. Bạn sao Bắc Mỹ ra kiếm Tion? Bạn sao Bắc Mỹ này trước đây có cuộc sống rất tốt, nhưng vì chủ nhân của mình đi Nhật không thể mang theo được nên gửi cho Tion chăm sóc. Hiện tại nhà của Tion cũng mới sửa chữa lại nên sắp tới Tion cũng làm nhà cho bạn sao Bắc Mỹ khang trang hơn. Do cứu động vật nhiều quá nên chưa có thời gian đầu tư chỗ ở cho bạn sao Bắc Mỹ.